Ivermectin xuất hiện trên trang nhất. Một bài báo viết rằng bệnh viện ở Oklahoma bị quá tải vì số lượng người dùng Ivermectin quá liều. Nhưng khoan, có thật vậy không? Chào mừng đến với Hoa Kỳ chưa tiết lộ, tôi là Chris Chapo. Hãy bấm nút like và đăng ký để được là người đầu tiên xem tất cả các tập mới của kênh. Ivermectin, đọc tên là thấy vui rồi đấy, nhưng chính xác thì đấy là gì? Đó là một loại thuốc dùng để chữa những căn bệnh từ ký sinh trùng như bệnh mù do giun chỉ hay bệnh chấy ở người. Còn được dùng để tẩy giun cho động vật như ngựa và gia súc. Tôi cũng đang thử nghiệm xem thuốc này có hiệu quả với lũ ký sinh trong đội chó săn tin không. Nếu có theo dõi tin tức gần đây thì hẳn các bạn đã thấy Ivermectin trên một số trang nhất. Trang nhất này về Joe Rogan là một ví dụ, hay ví dụ này về Joe Rogan, hay ví dụ này về Joe Rogan, hay tin này trên tờ Huffington Post về Joe Rogan. Nhưng một trong những tít thu được nhiều chú ý nhất gần đây là cái này. Bệnh nhân dùng Ivermectin quá liều khiến bệnh viện và xe cứu thương vùng nông thôn Oklahoma quá tải. Quả là tin đáng xem vì thứ duy nhất thường làm quá tải bệnh viện vùng nông thôn Oklahoma là mắc nghẹn món đậu bắp chiên xù khi cưỡi bò tót máy. Tin đó được đăng tải đầu tiên từ một kênh tin tức địa phương có tên là K4. Sau đó tin này lan rộng. Phải nói là siêu lây lan, xuất hiện trên các kênh truyền thông như The New York Daily News, Newsweek, The Hill, Rolling Stone, The Guardian và The Huffington Post. Thậm chí còn xuất hiện trên Twitter của Rachel Maddow. Không ngạc nhiên khi tin này đình đám như vậy khi có đầy đủ tố chất kịch tính, xung đột, kích thích tò mò. Và những người làm những trò ngu ngốc khiến chúng ta đều thấy mình thông minh hơn họ. Nhưng hóa ra chuyện lại không đơn giản như vậy. Nghĩa là đã tới lúc cho phần mới của chuyên mục khoan, có thật vậy không? Có thật bệnh viện và xe cứu thương ở Oklahoma bị quá tải và chật cứng bởi người dùng Ivermectin quá liều, khiến những người bị nghẹn vì món đậu bắp chiên xù khi cưỡi bỏ máy không nhận được sự điều trị mà họ cần? Đây là bản tin gốc trên K4 ngày 1 tháng 9. Bác sĩ Jason McAlee nói rằng bệnh nhân đang chật kín các phòng cấp cứu ở miền đông nam Oklahoma vì uống lượng Ivermectin đủ dung cho cả một con ngựa do tin rằng thuốc này có thể chống COVID-19. Phòng cấp cứu quá tải đến mức nạn nhân do đạn bắn cũng khó mà vào để nhận được sự chăm sóc và chữa trị. McAlee nói thêm rằng hiện hệ thống xe cứu thương tại thị trấn nhỏ này hiện cũng đã quá tải. Tất cả xe cứu thương đang kẹt tại các bệnh viện chờ đợi có giường trống để có thể chuyển bệnh nhân vào. Nhưng vì không có giường trống, nên không có xe cứu thương để đáp ứng các cuộc gọi cấp cứu, việc uống thuốc không phù hợp thực sự đã đẩy một số người vào tình trạng tồi tệ. Hơn cả khi họ bị nhiễm COVID, quên nạn nhân bị đạn bắn đi, tôi lo cho những con ngựa không có đủ Ivermectin để trị sán dây hơn. Còn Seabiscuit ở đây sẽ ăn hết yến mạch của tôi mất. Nhưng khi bản tin địa phương này thu hút được chú ý của cả quốc gia, các bệnh viện được cho là có liên hệ với bác sĩ McAlee, bắt đầu phát đi thông cáo, bác sĩ McAlee làm việc cho một đơn vị môi giới cung cấp nhân sự cho nhiều phòng cấp cứu trên khắp Hoa Kỳ. Bác sĩ McAlee được cho đã làm việc cho nhiều phòng cấp cứu ở vùng nông thôn Oklahoma. Hai trong số các bệnh viện này, hệ thống y tế Đông Bắc, Sequoia, và trung tâm y tế vùng McAllister nói rằng họ không có bệnh nhân nào tới vì triệu chứng liên quan tới dùng Ivermectin. Nghe thật lạ vì tôi nghĩ các vị phải để ý ngay thấy chứ. Nhưng bệnh viện thứ ba Intergris Grove nói họ có một số bệnh nhân vì Ivermectin đến cấp cứu. Một số bệnh viện dường như muốn giữ khoảng cách với bác sĩ McAlee. Có vẻ trách ông này vì khiến người khác hiểu nhầm rằng các phòng cấp cứu của họ không hoạt động bình thường. Đúng vậy. Các phòng cấp cứu của họ không quá tải vì Ivermectin. Chúng quá tải vì mọi thứ trong hệ thống y tế của Hoa Kỳ đều dở tệ. Nhưng như tạp chí Reason chỉ ra, McAlee chưa bao giờ liên hệ giữa việc dùng Ivermectin quá liều và phòng cấp cứu hay xe cứu thương quá tải trước ống kính.
Magali có nhắc tới chuyện bệnh nhân uống ivermectin với liều lượng không hợp lý và chuyện các phòng cấp cứu đông đúc, nhưng chưa bao giờ nói rằng hai chuyện này có liên hệ với nhau. Đó có thể là lý do Magali xuất hiện trên một kênh thời sự khác của Oklahoma vào ngày 6 tháng 9 và nói thế này. Bản tin ban đầu có dẫn sai lời của tôi đôi chút. Tin này đã được đăng lại trên các kênh tin tức quốc gia và quốc tế. Chúng tôi đã trao đổi với vị bác sĩ có trong bản tin kia. Khi tin này lan đi, nghe có vẻ như tất cả bệnh viện ở Oklahoma đều chật cứng người dùng ivermectin quá liều. Sự thật không phải vậy, nghĩa là truyền thông đặt hai chuyện không liên quan gần nhau để khiến chúng có vẻ liên quan à? Cha trách nghe thật khó hiểu. Giống như tôi đưa tin thế này, sự kiện Met Gala thường niên diễn ra và giờ hàng triệu người tử vong. Sao lại có ai nghĩ hai thứ đó liên quan tới nhau chứ? Báo cáo kia tiếp tục giải thích lý do thực sự khiến các phòng cấp cứu bị quá tải. Nguyên nhân chủ yếu khiến bệnh viện quá tải hiện nay là do các ca nhiễm biến chủng Delta, tức là liên quan tới COVID chứ không phải dùng ivermectin quá liều. Thông tin đó cũng phù hợp với thông cáo của bệnh viện Integris Grow nói rằng mặc dù bệnh viện của hệ thống không chật cứng người bệnh uống ivermectin, nhưng số bệnh nhân này quả thật đang làm trầm trọng thêm sự chật trội gây ra bởi COVID-19 và các ca cấp cứu khác. Tức là mặc dù các bệnh viện ở Oklahoma đang quá tải và sử dụng ivermectin quá liều quả thật có xảy ra, nhưng làn sóng biến chủng Delta mới thực sự là nguyên nhân gây khó cho bệnh viện. Nói tóm lại là sau khi kiểm tra thì bản tin gốc về cơ bản đã sai hoàn toàn. Chúng tôi sẽ nói tới chuyện xảy ra tiếp theo ngay sau quãng nghỉ. Chào mừng trở lại. Một bản tin về việc bệnh viện Oklahoma chật cứng các ca bệnh quá liều ivermectin lan truyền mạnh tới mức tin này đã thử dùng ivermectin để tự chữa trị. Nhưng hóa ra tin gốc vốn đã không đúng. Và giờ xuất hiện một bản tin mới để chứng minh cái sai của bản tin cũ. Cũng hợp lý. Bản tin hội đủ mọi yếu tố, kịch tính, mâu thuẫn, kích thích trí tò mò và truyền thông làm những trò ngu ngốc, khiến chúng ta đều cảm thấy mình thông minh hơn họ. The Reason là một trong những tạp chí đầu tiên đưa tin, rồi sau đó tới Business Insider, Lead Story, Fox News, CNN, và lại là Huffington Post. Ngay cả Washington Post cũng đang hàn một bài bình luận về vụ này. Trong khi đó, hầu hết các nguồn tin gốc đều lặng lẽ thu vòi. Tờ New York Daily News thay đổi cách dùng từ trong bài của họ. Nguyên gốc bài này viết rằng nhu cầu đột ngột trong cộng đồng nghi ngờ vaccine COVID-19, sử dụng ivermectin đã tạo nên lượng lớn những người cần điều trị vì dùng thuốc này quá liều trên khắp Oklahoma. Cái lượng lớn những người kia giờ đã được đổi thành gần chục người. Công bằng mà nói, gần chục cũng đã là quá nhiều. Khi nói về số người mà anh chồng Greg đã lăng nhăng, còn chính xác mà nói theo giám đốc điều hành trung tâm thông tin thuốc và chúng độc Oklahoma Scott Schaeffer, có tổng cộng 11 báo cáo về những người bị quá liều vì ivermectin từ đầu tháng 5. Nhu cầu thế thì có gì là cao? Hầu hết 11 người bị quá liều ivermectin này mắc các triệu chứng nhẹ như buồn nôn, ói, tiêu chảy, chóng mặt và được yêu cầu ở nhà. Cơ bản là cùng loại triệu chứng. Sau khi ăn tại Sizzler, chỉ có 3 người được yêu cầu tới phòng cấp cứu. Thông tin này khiến bài báo của New York Daily News mất hết độ wow. Trong khi đó, bài trên Rolling Stone thì có tiêu đề mới và một phần cập nhật viết rằng theo hệ thống dữ liệu chúng độc quốc gia, có 459 ca quá liều ivermectin trên khắp nước Mỹ trong tháng 8, nhưng không có số liệu cụ thể theo từng bang. Phần cập nhật thừa nhận rằng những con số này có thể không ảnh hưởng đáng kể tới tính sẵn sàng của giường bệnh ở Oklahoma. Vậy là xem ra món đậu bắp chiên xù và bò máy lại được đưa trở lại thực đơn rồi các bé. Rachel Maddow đã tweet thêm bối cảnh, nhưng không thực sự thừa nhận đoạn tweet ban đầu là sai. Bản tin trên tờ Hill biến mất hoàn toàn trên trang chủ. Còn tờ Guardian thêm một đoạn ghi chú ở cuối bài rằng bài viết đã qua chỉnh sửa, tiêu đề vẫn y nguyên. Các vị có lẽ nên nghĩ lại cách dùng từ ở đây đấy, Guardian. 11 người thì không có gì là tràn ngập cả. Tràn ngập mà nói về anh chồng Greg có khi còn là quá kịch tính. Eric Wolf của tờ Washington Post gọi tất cả những sự thay đổi này là những biện pháp hèn nhát, đi ngược lại với tất cả quyển sách tự trọng về tiêu chuẩn trong nghề báo. Tất nhiên là trừ cuốn sách về tiêu chuẩn này. Còn nguồn tin gốc thì sao? Đài KFOR. Họ đã làm gì?
Họ vẫn giữ nguyên quan điểm. Bổ sung thêm một ghi chú của ban biên tập ở bản tin, viết không có thời điểm nào. Bác sĩ McAlee nói tới tất cả bệnh viện ở bang Oklahoma và bản tin của chúng tôi cũng không nhận định như vậy. Họ tiếp tục nói những bản tin của K4TV về đại dịch, biện pháp phòng tránh COVID an toàn và các quy trình chữa trị hiệu quả đều dựa trên dữ liệu thực tế, chính xác, đầy đủ và nhất quán. Nhưng cách dùng từ lại không phải là tốt nhất. Không như của tôi khi tôi đưa tin sự kiện Met Gala thường niên diễn ra và hàng triệu người tử vong. Tôi vẫn không hiểu sao người ta lại không hiểu cho được. Xin nói rõ, đúng là tất cả các tiệm thuốc và tiệm bán thức ăn gia súc ở một số khu vực xuất hiện gia tăng lượng ivermectin bán ra. Và cũng đúng rằng số cuộc gọi tới kiểm soát chúng độc liên quan tới ivermectin đã tăng lên ở một số khu vực. Mặc dù một số cuộc gọi chỉ đơn thuần là người dân đặt câu hỏi thắc mắc, và dĩ nhiên một số người nổi tiếng như Joe Rogan cũng là nguyên nhân. Cũng như cách Joe Rogan phải chịu trách nhiệm cho sự gia tăng 5% số lượng người hỏi. Anh đã thử DMT chưa anh bạn? Nhưng ý tưởng là nạn nhân ivermectin quá liều chật cứng các bệnh viện ư, đơn giản là không đúng. Vậy tại sao chuyện này lại xảy ra? Tại sao một tin tức sai lệch như thế lại lan truyền rộng tới vậy? Chúng tôi sẽ bàn tiếp sau quãng nghỉ. Chào mừng trở lại. Vậy là một tin tức về quá liều ivermectin ở Oklahoma đã trở nên nổi tiếng, nhưng hóa ra nó một cách nghiêm khắc lại là không đúng. Nhưng sao chuyện này xảy ra? Tạp chí Reason lập luận rằng đó là một ví dụ nữa về việc truyền thông dòng chính, lười biếng truyền đi những nhận định làm phẳng thế giới quan của độc giả tự do, mà không buồn kiểm tra chi tiết. Nghe này, đôi khi một tin tức cứ thế xác nhận tất cả định kiến trước đây của bạn về một nhóm người, và bạn không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chia sẻ ngay lập tức mà không tìm hiểu kỹ. Cái đó được gọi là gì nhỉ? Không, phải gọi là đưa tin. Ivermectin chắc chắn đã bị chính trị hóa. Một số báo cánh hữu gọi đó là loại thuốc tuyệt diệu hay điều thần kỳ, và đưa ra một số tuyên bố thú vị, như thuốc này là lý do duy nhất khiến số ca COVID ở New Delhi giảm xuống, hay thuốc này có thể cứu hàng triệu mạng người, hay sẽ khiến bạn mọc cánh. Trong khi đó, người bên cánh tả gọi đó là sự thất bại, một ảnh chế nguy hiểm, và họ có thói quen nhạo báng ivermectin là thuốc tẩy run cho ngựa, mặc dù thuốc này đã được cấp phép sử dụng cho người. Ivermectin bằng cách nào đó đã bước vào cuộc chiến văn hóa, với một số người hỏi liệu một loại thuốc có thể thuộc về cánh hữu không? Tôi nghĩ oxycodone và hydrocodone có thể là cánh hữu đấy. Xét tới việc Rush Limbaugh thích chúng ra sao, có quá nhiều ồn ào xung quanh ivermectin tới mức gần như không thể nào để người ta xác định xem liệu thuốc này có hiệu quả thật không. Mọi thứ đều hoặc là quảng bá ivermectin hoặc là chỉ trích ivermectin. Quả là một mớ hỗn độn khó hiểu. Và truyền thông chỉ đổ thêm dầu vào lửa bằng những tin tức sặc mùi chiến tranh văn hóa mới mà thôi. Đặc biệt khi tin tức này thực sự là tin giả. Cuối cùng thì chúng tôi trong giới truyền thông chỉ rút được một bài học duy nhất từ câu chuyện quá liều Oklahoma này thôi. Nói độc giả nghe những gì họ muốn nghe thì lúc nào cũng sẽ câu được lượt xem. Khiến tôi nhớ tới Hoa Kỳ chưa tiết lộ là nơi đầu tiên chính thức đưa tin rằng kem ăn rất ngon và các bạn có thể chỉ được bệnh giang mai. Hai thứ này có liên quan nhau không? Ai quan tâm chứ, đây là thời đại Internet mà. Nếu mọi người hiểu sai, chúng tôi luôn có thể cập nhật lại sau này. Vậy các bạn nghĩ sao? Liệu truyền thông dòng chính có nên kiểm tra tin tức kỹ hơn? Liệu một loại thuốc có thể là cánh hữu? Hãy cho tôi biết trong phần bình luận. Và xin nhớ, Hoa Kỳ chưa tiết lộ được tài trợ chủ yếu bởi khán giả. Hãy truy cập vào trang Patreon của kênh, ủng hộ $1 hoặc hơn cho mỗi tập, để chúng tôi có thể tiếp tục sản xuất các tập thật hay. Một lần nữa tôi là Chris Rappo. Cảm ơn đã theo dõi Hoa Kỳ chưa tiết lộ. Thank you.